Tưởng tượng mình là nhân vật chính. Bạn đọc tiểu thuyết á Linh, thành ra là những cái gì bạn tưởng tượng á nó sẽ rất là đẹp. Nó đẹp thành ra là khi mà bạn gặp ngoài đời á thì nó không đẹp như vậy, thành ra là bạn không chưa có cảm xúc, đúng không em? Bây giờ tình yêu ở ngoài đời nó khó có đẹp như cả tiểu thuyết lắm, tại vì mình chưa gặp thôi. Khó chứ lắm. Ví dụ như là em mà gặp anh Quyền Linh lúc trẻ đó thì em sẽ thấy là người giống như là từ tiểu thuyết bước ra vậy đó. Dạ, chị. Linh á, ôi chào cưng. Dạ, chị, em Quang. Biết đâu được là hôm nay em sẽ gặp được một chàng hoàng tử qua cái bờ rào này. Hồi hộp không cưng? Hồi hộp không cưng? Dạ cũng hồi hộp chị. Trời ơi, em là mất 8 năm dạ. tuổi thanh xuân của em để dành cho tình yêu. Còn bạn này là bạn chưa có mất tháng nào năm nào luôn đó cưng. Vậy em sẽ dành tất cả thời gian của em còn lại cuộc đời này dành cho bạn. Em hình dung bạn bên rào bên đây như thế nào? Gầy gầy chút xíu và có đeo mắt kiến. Em thì em thích có bạn nữ thì đeo mắt kiến hơn. Em đang đeo len chị. Ồ, có nghĩa là bạn này phải đeo mắt kiến. Dạ. Rồi em có mong muốn bạn này cao bao nhiêu không? Dạ, đối với em thì bạn cao cao cũng trên 1m55 là được rồi. Chắc bạn đó cũng bên đó xinh, tại vì em biết là bên bên ngân hàng CB thì tuyển những bạn nữ xinh xinh đó. À, dạ. Thì ra là như vậy. Còn em sao? Dạ, em nghe bạn thì em sẽ thấy được bạn là một người khá là hiền, thật thà. Bây giờ em đọc tiểu thuyết nhiều, chị biết chắc chắn là em sẽ có một cái mẫu đàn ông nào đó trong trí tưởng tượng của em tả thử coi. Dạ không, tại vì em đọc rất nhiều loại tiểu thuyết cho nên em cũng không biết được là người đàn ông lý tưởng của em thật sự như thế nào nữa. Nhưng mà em nghĩ là em tin vào một điều trong tiểu thuyết là cái ánh mắt đầu tiên ạ. Chút xíu là lúc mở ra em phải nhắm mắt nha. Cái chuyện em mở ra cái em đụng cái ánh mắt đầu tiên đó thì em sẽ xem cảm xúc của mình như thế nào. Em ghét nhất cái đàn ông là điều gì? Dạ em ghét tính gia trưởng, cọc cằn và không thích người mà bị nghiện rượu bia hay thuốc lá. Có thể sử dụng nhưng mà không được phép nghiện. Có không hút thuốc gì không em? Dạ em gia trưởng thì em không có. Thì không hút thuốc lá hoặc là cũng ít khi nào mà rượu bia lắm. Dạ nói chung là đô em rất là cứng, mà khi có hai lon là cứng luôn. Tốt. Dạ. Để anh qua anh coi đàn gái thế nào dạ, nha. Dạ dạ. Hôm nay nè, xin lỗi tôi hơi bị chảnh về cái bên đàn gái tôi nha. Tôi nhìn Vân á. Ông Vân cũng đẹp lắm. Tôi không mặt này cũng xe sổ đi xích ra. Nè ông nhìn đi. Hết rồi chưa? Một cô gái đoan trang thùy mị ha. Ờ, cái dễ mẫu thương. Người phụ nữ cổ của Việt Nam ngày xưa đó. Trời tôi thích rất ghê là Việt luôn Nam, ha. Nãy giờ em nghe chàng trai nói cái giọng ở đây thì em cảm giác cái giọng như thế nào? Dạ dịu dàng lắm ạ. Giọng con trai mà dịu dàng hả? Em thích nhẹ mà anh. Còn chàng trai ông em rất là tốt ạ. Nếu như bây giờ hai người hợp nhau thì khoảng bao lâu em có thể cho người ta bước tới? Bước tới gì anh? Bước tới hôn nhân hả? Đúng rồi. Dạ em nghĩ là thì mình tìm hiểu đến thời điểm thích hợp là được. Nhưng mà em nghĩ là có thể khoảng từ 6 tháng đến 1 năm gì đó. 6 tháng 1 năm. Dạ. Rồi vậy cũng được rồi. Dạ thời gian cũng hợp lý rồi. Hợp lý hả? Dạ. Vậy là thấy nôn đàn lắm trai rồi đó. Cũng cao ráo, cũng trắng trẻo ha. Cũng điển trai, đàn gái cũng xinh đẹp. Không, tôi thấy bạn này nói về bạn trai bên đây đúng là ấm áp. Những điều em cảm nhận là đúng đó. Dạ bạn nữ bên đó có sở thích đọc sách thì em cũng thích đọc sách. Nhưng mà đối với em thì đọc sách thì không có thiên về tiểu thuyết. Em chỉ đọc những kiến thức như là mười vạn câu hỏi vì sao, để cho mình có kiến thức sau này mình có thể dạy cho con của mình nó một xã hội tốt hơn. Thì đó, tốt hơn xã hội, không, dạ. Nói chung là cha mẹ mỗi người đọc một hướng đi xong kể cho nhau nghe, đỡ mất thời gian. Dạ. Tiểu thuyết cũng hay, cuộc sống đôi khi nó cũng cần bay bổng, cũng cần một chút ảo ảo như thế. Dạ. Nó mới thú vị ha. Ủa Linh có ai đọc tiểu thuyết không? Có. Bây giờ thì bên đàn trai đàn gái đã có mặt ha. Chúng ta giới thiệu lớn lên, mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào bạn gái bên kia và các vị khán giả. Thì em tên là Phạm Quốc Huy, quê em là ở Ninh Thuận và hiện tại em đang công tác ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là làm quản lý cho một cửa hàng thực phẩm ở quận Tân Phú ạ. Năm nay em 30 tuổi. Còn em sao nè? Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn Nam và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Cao Nguyễn Linh Hằng, năm nay 27 tuổi. Em hiện tại đang là nhân viên ngân hàng ACB. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em nói một chút xíu về mình đi, ưu điểm, khuyết điểm. Dạ em thì ưu điểm của em thì là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của em thì em hơi nghiện tiểu thuyết.
Trời, bây giờ mà tìm những người mà nghiện đọc sách đó là hiếm lắm á nghe. Dạ, cho nên thành ra cái đó là ưu điểm á. Còn bạn bạn nam ơi, còn bạn thì sao? Ưu điểm mạnh nhất của em là biết nấu ăn và em có thể ca hát. Còn khuyết điểm của em là đó là em sợ chuột. Ôi trời ơi, chị nè, chị sợ lắm luôn á. Nếu mà em mang giày vô học, mang dép vô thì em có thể đập chuột được, nhưng mà khi mà thả giày thả dép ra em không thể đập được. Thôi bây giờ nè, khả năng là ca hát được phải không? Dạ. Hát bài cho vui vui cái rồi. Dạ em xin hát một bài từ đó trong bộ phim Mắt Biếc vừa rồi ạ. Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hòa vào cây, vương vào nắng và giấc mơ tối có nàng. Trong bài ca ta bước thân thang. Hát độc căng thẳng giống chào cờ quý vị. Rồi mời đàn gái đáp lại cái coi. Dạ em hát thì không được hay lắm, cho nên thôi em hát một bài cũng quen quen anh ha. Rồi. Em hát bài Một Nhà. Khi đôi ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thân giấc chung một giờ. Khi đôi ta cùng chung đường, ta vui cùng một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống với nhau một đời. Hay. Bài rất là có ý nghĩa luôn. Ráng đi, kết quả nó giống như bài hát là hay lắm á. Đúng rồi. Bây giờ đường tình duyên của em trai thế nào? Trước đây em có 2 mối tình. Và mỗi mối tình thì trải qua được 4 năm. Hết 8 năm thanh xuân của em. Trời ơi, 8 năm thanh xuân, tại sao chia tay? Dạ, mối tình đầu tiên thì là một mối tình thời sinh viên. Cho nó qua đi. Dạ. Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì em có quen một bạn đó là người nước ngoài. Cho nên là sau 4 năm thì bạn đó không muốn sinh sống ở Việt Nam nữa và nước nào? Dạ hiện tại bạn đó về bên nước Anh ạ. Ồ, bạn đó người Anh luôn hả em? Dạ bạn đó là người Anh gốc Hoa. Bạn đó thì cũng muốn em qua định cư nhưng mà em không có định cư qua bển. Rồi. Còn em thì sao em? Dạ em thì chưa có trải qua mối tình nào chính thức. Nhưng mà khi em nhìn thấy những người khác giới thì em có những cái cảm xúc không? Dạ thấy người đẹp trai vẫn thích như vậy. Vẫn thích người đẹp trai đúng không? Dạ. Cho nên khi đọc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn là hay tưởng tượng lắm đúng không? Dạ tưởng tượng mình là nhân vật chính. Bạn đọc tiểu thuyết á Linh, thành ra là những cái gì bạn tưởng tượng á nó sẽ rất là đẹp. Dạ, nó đẹp thành ra là khi mà bạn gặp ngoài đời thì nó không đẹp như vậy, thành ra là bạn không chưa có cảm xúc đúng không em? Dạ. Bây giờ tình yêu ở ngoài đời nó khó có đẹp như cả tiểu thuyết lắm. Tại vì mình chưa gặp thôi. Khó chứ lắm. Ví dụ như là em mà gặp anh Quyền Linh lúc trẻ đó thì em sẽ thấy là người giống như là từ tiểu thuyết bước ra vậy đó. Dạ, chị. Linh á, ôi chào cưng. Dạ, chị em Quang. Biết đâu được là hôm nay em sẽ gặp được một chàng hoàng tử qua cái bờ rào này. Hồi hộp không cưng? Dạ cũng hồi hộp chị. Trời ơi, em là mất 8 năm dạ. tuổi thanh xuân của em để dành cho tình yêu. Còn bạn này là bạn chưa có mất tháng nào năm nào luôn đó cưng. Vậy em sẽ dành tất cả thời gian của em còn lại cuộc đời này dành cho bạn. Em hình dung bạn bên rào bên đây như thế nào? Gầy gầy chút xíu và có đeo mắt kiến. Em thì em thích có bạn nữ thì đeo mắt kiến hơn. Em đang đeo len chị. Có nghĩa là bạn này phải đeo mắt kiến. Dạ. Rồi em có mong muốn bạn này cao bao nhiêu không? Dạ đối với em thì bạn cao cũng trên 1m55 là được rồi. Chắc bạn đó cũng bên đó xinh, tại vì em biết là bên ngân hàng ICB thì tuyển những bạn nữ xinh đó. Thì ra là như vậy. Còn em sao? Dạ em nghe bạn thì em sẽ thấy được bạn là một người khá là hiền, thật thà. Bây giờ em đọc tiểu thuyết nhiều, chị biết chắc chắn là em sẽ có một cái mẫu đàn ông nào đó trong trí tưởng tượng của em tả thử coi. Dạ không, tại vì em đọc rất nhiều loại tiểu thuyết cho nên em cũng không biết được là người đàn ông lý tưởng của em thật sự như thế nào nữa. Nhưng mà em nghĩ là em tin vào một điều trong tiểu thuyết là cái ánh mắt đầu tiên ạ. Chút xíu là lúc mở ra em phải nhắm mắt nha. Dạ. Cái chuyện em mở ra cái em đụng cái ánh mắt đầu tiên đó thì em sẽ xem cảm xúc của mình như thế nào. Em ghét nhất cái đàn ông là điều gì? Dạ em ghét tính gia trưởng, cọc cằn và không thích người mà bị nghiện rượu bia hay thuốc lá. Có thể sử dụng nhưng mà không được phép nghiện. Có không hút thuốc gì không em? Dạ em gia trưởng thì em không có. Thì không hút thuốc lá hoặc là cũng ít khi nào mà rượu bia lắm. Dạ nói chung là đô em rất là cứng, mà khi có 2 lon là cứng luôn. Tốt. Dạ để
anh qua anh coi đàn gái thế nào nha. Dạ dạ. Hôm nay là xin lỗi tôi hơi bị chảnh về cái bên đàn gái tôi nha. Tôi nhìn Vân á. Ông Vân cũng đẹp lắm. Tôi không mặt này cũng xe sổ đi xích ra. Nè ông nhìn đi. Hết rồi chưa? Một cô gái đoan trang thùy mị ha. Ờ cái dễ mẫu thương. Người phụ nữ cổ của Việt Nam ngày xưa đó. Trời tôi thích ghê Việt luôn. Rất là Việt Nam ha. Nãy giờ em nghe chàng trai nói cái giọng ở đây thì em cảm giác cái giọng như thế nào? Dạ dịu dàng lắm ạ. Giọng con trai mà dịu dàng hả? Em thích nhẹ mà anh. Còn chàng trai vậy, ông em rất là tốt ạ. Nếu như bây giờ hai người hợp nhau thì khoảng bao lâu em có thể cho người ta bước tới? Bước tới gì anh? Bước tới hôn nhân hả? Đúng rồi. Dạ em nghĩ là thì mình tìm hiểu đến thời điểm thích hợp là được. Nhưng mà em nghĩ là có thể khoảng từ 6 tháng đến 1 năm gì đó. 6 tháng 1 năm. Dạ. Rồi vậy cũng được rồi. Dạ thời gian cũng hợp lý. Hợp lý hả? Dạ. Vậy là thấy nôn đàn lắm trai rồi đó. Cũng cao ráo, cũng trắng trẻo ha. Cũng điển trai, đàn gái cũng xinh đẹp. Không, tôi thấy bạn này nói về bạn trai bên đây đúng là ấm áp. Những điều em cảm nhận là đúng đó. Dạ bạn nữ bên đó có sở thích đọc sách, em cũng có thích đọc sách. Nhưng mà đối với em thì đọc sách thì không có thiên về tiểu thuyết. Em chỉ đọc những kiến thức như là mười vạn câu hỏi vì sao, để cho mình có kiến thức sau này mình có thể dạy cho con của mình nó một xã hội tốt hơn. Thì đó tốt hơn xã hội. Không, dạ. Nói chung là cha mẹ mỗi người đọc một hướng đi xong kể cho nhau nghe đỡ mất thời gian. Dạ. Đúng không? Thì cũng hay, cuộc sống đôi khi nó cũng cần bay bổng, cũng cần một chút ảo ảo như thế. Dạ. Nó mới thú vị ha. Ủa Linh có ai đọc tiểu thuyết không? Có, trời ơi Quỳnh Giao đọc rớt nước mắt luôn rồi đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình đi nha. Em đi với ai ạ? Dạ em đi với đại gia đình của em, bà em, mẹ, dì, chú và chị của em. Đại gia đình luôn rồi, chào cả nhà đàn gái. Xin chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Xin chào tất cả khán giả trong trường quay. Chào cháu trai. Dạ chào. Tôi là mẹ của Linh Hằng. Trời ơi mẹ trẻ quá. Theo tôi thấy thì cháu trai ở bên đây thì cũng được, cũng dễ nhìn, nói năng thì cũng lễ phép, cũng hiền. Mẹ thấy ok. Hai con xem rồi cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Được. Phải ok là được rồi ha. Rồi em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ nuôi của em gái họ và hai bạn của em. Chào bác. Dạ. Xin chào MC Hồng Vân và Nguyễn Linh. Dạ. Xin chào bác. Chào quý khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ nuôi của Quy. Quy ơi, mẹ thấy bé bên đây cũng dễ thương, đẹp, ăn nói dịu dàng, chắc phù hợp với con thì thôi hai con nên tạo điều kiện cho nhau một cơ hội sớm nhất. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ. Cảm ơn hai gia đình ạ. Dạ. Rồi, chị mở rào đi. Mở rào. Nhắm mắt nha. Anh có bó hoa tặng, hoa hồng sáp, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Thì màu tím là sự chung thủy. Anh gửi cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Em có thể gửi anh cái món quà này. Em thấy bạn trai thắt cà vạt rất là lịch lãm và đẹp trai. Nếu như sau này mình về chung một nhà được thì em mong rằng chính anh sẽ chỉ cho em cách thắt và thắt cà vạt nguyên đời cho anh luôn. Cảm ơn em. Anh sẽ, nếu mà được thì cà vạt anh sẽ thắt trong đám cưới của mình để sẽ kỷ niệm. Trời ơi, sao mà ngôn tình quá vậy? Bỏ cái màu đó coi. Dạ màu này đẹp ạ. Tắt lại cái áo sơ mi trắng mặc đám cưới rất là đẹp ạ. Dạ. Cảm ơn. Khi mà anh nhìn em gắn mắt đầu tiên á, anh thấy em ổn không ạ? Nói chung là đối với anh thì em trên cả tuyệt vời. Cảm ơn anh. Hơn cả mong đợi của anh trước khi chương trình bắt đầu. Còn em thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh rất là ổn ạ. Chiều cao cũng ok. Mà người em, tại vì em thích một người manly, cường tráng một chút để tạo cảm giác an toàn cho em. Và em thấy anh đáp ứng được đủ các điều kiện này ạ. Anh, em cứ yên tâm, anh sẽ là người bảo vệ cho em. Dạ. Thì anh có chạy bộ và có tập chút xíu gym ở nhà. Chị em hỏi anh có mấy muối? Thì nói chung muối này hiện tại thì đang trên hình thành.
Ráng đi cho nó đủ 6 múi chứ còn anh Linh tập sao được có 1 múi á. Anh hiện tại em đang cố gắng cải thiện để có thêm nhiều hơn 1 múi so với Huyền Linh. 6 múi nha. Dạ. Anh giờ lên 1,5 múi. Không biết cho anh hỏi là theo Hằng là quan niệm thế nào về tình yêu và hôn nhân? Dạ em thì em tin vào tình duyên, tin vào ánh mắt nhìn đầu tiên, và em nghĩ anh hợp với cái điều kiện này. Còn em thì em mong muốn là một cái tình cảm là hai người phải biết chia sẻ, thông cảm với nhau, tin tưởng vào nhau và phải quan tâm giúp đỡ trong công việc gia đình. Anh biết thời gian của những bạn làm ở bên ngân hàng thì rất là về trễ. Đối với anh thì việc bạn nữ biết nấu ăn hay không nấu ăn thì không quan trọng, tại vì anh sẽ là người nấu ăn chính và bạn nữ sẽ hỗ trợ anh trong việc rửa chén. Dạ, dạ có thể được ạ, mình sẽ phân công rõ ràng. Tại vì tay của anh thì rất là dị ứng với lại nước rửa chén cho nên là anh không thể nào rửa được. Bạn bị dị ứng với cái hóa chất về rửa chén hả? Dạ đúng rồi, tại vì khi mà em rửa chén thì em phải mang hai lớp bao tay. Không cần em xài sử dụng nước rửa chén Huyền Linh nè, nước rửa tay Huyền Linh nè. Amity là không dị ứng gì chân á. Anh dị ứng với nước rửa tay, nước rửa chén, vậy anh có dị ứng với nước lau nhà không? Nói chung là lau nhà rửa chén hoặc là tắm gội thì anh đều mang bao tay hết. Tắm gội cũng mang bao tay? Đúng rồi, tại vì tắm gội thì anh có thể sử dụng một cái dòng sản phẩm riêng. Dạng như da anh là thuộc về da nhạy cảm. Đúng rồi. Nếu vậy thì anh phụ trách những công việc nhà, không cần sử dụng những hóa chất này. Còn những công việc này thì để em lo. Đối với anh thì chị hiện hò thì anh ưu tiên cho bạn nữ hơn, tại công việc của anh rất là thoải mái, bạn có thể sắp xếp được. Đối với việc hẹn hò thì em mong là anh sẽ lên kế hoạch cụ thể, em chỉ việc sửa soạn đẹp đẽ và đi theo anh thôi. Em yên tâm, anh là người rất là chu đáo và kỹ tính về cái vấn đề đó. Thậm chí đi chơi ở đâu hoặc là thậm chí trong cuộc sống anh đều chuẩn bị hết. Rồi bây giờ thí dụ như hai đứa tiến xa hơn nữa, về ở chung một nhà thì chuyện tiền bạc kinh tế ai lo, tiền bạc ai giữ, con cái thích con trai hay con gái, rồi mình trao đổi luôn đi. Dạ. Về mặt tiền bạc thì thì chúng ta có thể tự độc lập được, nhưng đối với những cái khoản chi tiêu lớn thì em mong là sẽ có sự ý kiến của cả hai bên. Còn bình thường thì em sẽ không có yêu cầu anh nộp thẻ lương đâu. Trời ơi, vậy em giống như em trúng số rồi đó bé trai. Dạ. Thiệt luôn á, 10 người phụ nữ 9 người rưỡi là đã đòi là phải giữ lương của chồng rồi đó. Dạ, nếu mà bạn nữ mà không cần thì em sẽ tự giác. Nếu như có một cuộc cãi vã nào đó căng thẳng, ai sẽ là người xin lỗi? Anh sẽ là người xin lỗi trước. Lỗi trước? Mà cũng không phải là lỗi của xin lỗi trước. Không phải lỗi của anh thì anh cũng phải là người xin lỗi trước. Không phải anh nói ở trên đây anh nói kiểu quăng hoa, nhưng mà đối với trong một vấn đề vợ chồng thì người chồng sẽ là người tự hòa giải trước và tự nhận lỗi trước thì sẽ hay hơn. Dạ, em sẽ ghi nhớ cái điều này. Ghi nhớ tất cả những lời nói các bạn sẽ ghi nhớ muôn đời luôn, nằm trong cuốn băng này, bao giờ cũng muốn mở lên coi cũng được hết. Thành ra nói cái gì nhớ giữ lời cái đó. Dạ. Mà cái cảm nhận đúng không? Bạn này rất là ấm áp luôn, đúng rất không? Là biết quan tâm. Biết quan tâm phụ nữ. Bây giờ em nói một câu nào đó để có thể cho bạn nữ hiểu được mình. Đứng lên nắm tay, nói một câu chân tình nhất có thể. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt nhau, nói một câu nào đó. Anh biết rằng trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người sẽ có một cuốn phim. Và anh muốn anh là nhân vật trong cuốn phim đó của em. Em sẽ là nữ chính và anh sẽ là nam chính. Rồi, trở về ghế. Đã đến lúc chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định của mình. Một lần nữa, chúng ta nhắm mắt lại xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng chúng ta bấm nút, nếu không không cần bấm. Chuẩn bị. 1 2 3. Được rồi đó, nắm tay nhau. Rồi xin phép gia đình hai bên cho tụi con bắt đầu bây giờ hẹn hò và tìm hiểu nhau và hứa với hai gia đình gì đi. Dạ, chào bà, chào cô, chào dì. Dạ, thì cho con hôm nay được phép làm quen với
bạn Hằng. Con hứa sau này nếu được tiến tới hôn nhân, con sẽ chăm sóc cho Hằng bằng tất cả những tấm lòng của con và tình yêu của con dành cho Hằng. Thằng nói chuyện với mẹ đi Hằng. Dạ con chào bác. Dạ hôm nay tụi con tới đây là một duyên và tụi con đi tới với nhau. Thì con xin hứa là trong cái mai sau này tụi con sẽ cố gắng tìm được cách sống phù hợp nhất cho cả hai đứa và cố gắng đi tiến tới hôn nhân ạ. Xin phép mẹ với bà với dì cho hôn má một cái đi. Dạ cho phép bà và xin phép cô và dì. Dạ con hôn má bạn một cái. Trước khi làm gì đều hỏi ý kiến bạn gái hả? Đúng rồi. Cái đó là cái hay. Thấy đó đường ghê. Rồi như vậy là chúng ta đã có một cái cuộc hẹn hò rất là tuyệt vời, đáng nhớ nhất. Chúng ta sẽ có những món quà từ chương trình. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot người bảo vệ hữu hiệu. Mời các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi, em cảm ơn chương trình, cảm ơn MC Hồng Quân và MC Linh đã cho em có dịp gặp bạn Hằng ngày hôm nay. Em xin chào, cảm ơn. Rồi, được đó, ha, bạn trai này rất là tuyệt vời, bạn gái cũng rất là xinh xắn. Em hy vọng cảm ơn rằng... hai anh chị là đã cho em một cơ hội là 27 năm nay lần đầu tiên quen một bạn nam, nhưng mà rất là hợp ý em, rất là ý tưởng. Đúng không? Yeah. Rồi.